Xin chào quý vị và các bạn. Ngày Chủ nhật tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đã bắt đầu với tiết trời nhiều mây âm u, nhưng tình trạng mưa phùn ẩm ướt như ngày hôm qua đã có dấu hiệu được cải thiện. Đó là nhờ khối không khí lạnh lúc này đã bao trùm lên toàn miền Bắc và nó bắt đầu ổn định. Rãnh gió Tây gây mưa cũng suy yếu, do đó mà mưa rứt dần tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Bắt đầu từ trưa nay thì trời sẽ tạnh ráo. Tuy nhiên, nền nhiệt độ tại miền Bắc vẫn duy trì ở mức thấp. Tại thời điểm 6 giờ sáng, mức nhiệt phổ biến xung quanh ngưỡng 15 độ, kết hợp với bầu không khí còn ẩm ướt sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác khá rét nếu phải ra đường vào lúc này. Nhưng về trưa thì nhiệt độ sẽ nhích nhẹ lên ngưỡng từ 17 cho đến 19 độ. Một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ còn có thể lên tới trên 23 độ, cảm giác ấm áp hơn hẳn. Trong tiết trời nắng ráo ấm áp như vậy, Tây Bắc Bộ sẽ là điểm đến lý tưởng cho những người yêu du lịch trong ngày Chủ nhật cuối tuần này. Trong đó, Mộc Châu, Sơn La, nơi đang vào mùa hoa mơ hoa mận, thu hút nhiều du khách nhất. Đến với vùng cao này, chúng ta sẽ được đắm mình trong sắc trắng, sắc hồng của hoa, hòa quyện với màu xanh của núi rừng cây cỏ. Thêm vào đó, những đồi chè xanh tươi mơn mởn cũng là khung cảnh mà bất cứ ai đến với Mộc Châu vào dịp Tết đến xuân về không thể nào quên. Thời tiết tại Mộc Châu, Sơn La hôm nay nhìn chung tạnh ráo và tương đối ấm áp nếu so với Hà Nội lúc này. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 17 cho đến 21 độ. Tuy nhiên, đường từ Hà Nội lên cao nguyên Mộc Châu có nhiều khúc cua và buổi sáng lại có sương mù và mưa phùn nhẹ, dễ khiến tài xế bị giảm tầm nhìn. Do đó, chúng ta cần hết sức lưu ý khi di chuyển. Trở xuống miền Trung, hôm nay khối không khí lạnh vẫn tiếp tục gây mưa cho dải đất ven biển từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Bình Định. Những cơn mưa nhỏ không đủ để cải thiện tình trạng thiếu nước cho khu vực này suốt một năm qua mà lại còn ảnh hưởng sâu tới việc đi lại và sản xuất của người dân. Cùng với mưa nhỏ rải rác, hầu như cả ngày là nền nhiệt độ giảm thấp. Ở phía Bắc Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay chỉ từ 20 cho đến 22 độ. Còn Trung Trung Bộ thì trời cũng chuyển lạnh với nhiệt độ ở dưới mức 25 độ. Về đêm thì nhiệt độ liên tục giảm thêm từ 4 cho đến 5 độ nữa, cho nên bà con miền Trung cũng cần lưu ý bảo vệ sức khỏe cho người cũng như vật nuôi. Nằm xa về phía Nam, các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận thì tiết trời vẫn nắng ráo ít mưa và nền nhiệt độ duy trì ấm áp, dao động từ 25 cho đến 30 độ, rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi nghỉ dưỡng trong ngày nghỉ cuối tuần này. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đáng chú ý lúc này là tiết trời trở lạnh về đêm và sáng. Nếu ra đường thì quý vị và các bạn đừng quên mặc thêm áo khoác và khăn ấm. Vì ở Tây Nguyên thì trời vẫn còn khá rét với nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng 14 cho đến 17 độ. Khu vực Đông Nam Bộ cũng se lạnh với mức nhiệt độ sắp xỉ trên ngưỡng 20 độ. Chỉ sau 7 giờ sáng khi nắng bắt đầu lên thì cảm giác giá lạnh sẽ được xua tan nhanh chóng. Tiết trời nắng ráo, đặc trưng của mùa khô sẽ tiếp diễn tại vùng cao Tây Nguyên và cả các tỉnh Nam Bộ, với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 28 cho đến 31 độ, còn tại Nam Bộ là từ 30 cho đến 33 độ. Trên biển trong ngày hôm nay cũng như là 1-2 ngày tới, các hoạt động khai thác đánh bắt xa bờ đều gặp bất lợi. Mặc dù trời ít mưa nhưng do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió đông bắc ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa hoạt động mạnh dần lên cấp 6, giật trên cấp 7. Sau đó, gió đông bắc mạnh có khả năng sẽ lan xuống cả khu vực giữa Biển Đông, khu vực vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau, gây biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, cho nên các tàu thuyền đang hoạt động ở các vùng biển trên cũng cần lưu ý. Thưa quý vị, như vậy là thời tiết miền Bắc bắt đầu giảm mưa ngay từ hôm nay, nhưng tiết trời vẫn còn rét, đặc biệt là về đêm và sáng. Trung Bộ thì vẫn còn phải đối mặt với những cơn mưa nhỏ xả xích cả ngày. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ thì duy trì tiết trời nắng ráo đặc trưng của mùa khô. Bản tin thời tiết sáng nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Thank you.